À, chào Hân. Chào quý khán giả đã quay trở lại với kênh Kim Hân Vlog hổm rày đó quý vị. Thì khi mà hay tin nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ qua đời á, thì Kim Hân với anh ấy nó không có tinh thần, không có quay được cái gì mới hết trơn á, buồn hai nên ha. Nói chung là mà Thanh Kim Huệ mình cũng thích bảo hồi đó tới giờ rồi. Cái tiếng ca của mà Thanh Kim Huệ hồi ngày xưa đó là rất là hay. Nói chung ca với nghệ sĩ nào cũng hay, kể cả Minh Dương Thanh Tuấn gì rồi rồi Minh Cảnh, rồi nói chung là Chí Tâm, rồi nói chung là chị Thanh Kim Huệ này, nói chung hồi xưa bỏ ca chung với nghệ sĩ nào là cũng rất là hay. Nhưng mà ngày nay nghe nói là bỏ chị Thanh Kim Huệ bị mất sớm vậy đó, thành ra mình cũng buồn, cũng không có cái đây mình hơn nữa mình cũng thích cái giọng ca của chị Thanh Kim Huệ, nhưng hơn nữa mình cũng học mấy cái bài của chị rất là nhiều, như chiếc đoạn ra và điệp đồ đó là chị đóng, là cái chuồng đó là rất là hay. Dạ thì hôm nay cũng mấy ngày rồi, anh em cũng đỡ đỡ buồn chút xíu, cũng hơi ngoan một chút xíu, cho nên là quyết định sẽ làm một clip hát lại một số bài mà của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ đã từng hát anh em ha. Ví dụ như bài Ra Nhìn Đẹp anh nói vậy đó, và một số bài Như Chợ Mới rồi này nọ đó. Đúng rồi. Rồi giờ anh em mình đi kiếm cái vị trí ở phía ngoài cho mát mát để bà con có thể nhìn được khung cảnh cho nó thoải mái anh em ha. Rồi. Cái chợ có hồi nào và bao nhiêu tuổi mà ai cũng bảo rằng chợ mới quê hương. Ở nơi đó tôi có một người thương, cứ chiều chiều nàng ra bờ sông giặt áo. Ra bờ sông như hẹn lứa đôi, mang áo phơi cho anh nhìn. Mà tình em mong người ơi, sao nước trôi xuôi dòng sông lưng bờ sông. Anh hẹn với em mai một đây anh mang câu cầu, nhờ người sẽ duyên tình ta, em chớ nên lo buồn, anh sẽ thưa cùng mẹ cha. Duyên chúng ta muôn đời như nước trên dòng đầy chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gật đầu, mẹ lại quay ngang rồi bảo: thằng Tâm, cái tính cọc cằn sợ sau này con Hồng bị đoan hiếp, nên bà cứ dùng dằn chữa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu trần. Làng xóm bàn tới bàn lui, anh buồn thiệt là buồn. Từ cái bờ nhà bờ sông à, hôm có lệnh tổng quân sao anh không cho em biết, anh lại sợ cái lắc đầu và một tiếng không. Rồi mình cứ ngó mong nói chuyện lòng vòng, chỉ gợi buồn cho người đi kẻ ơi.
rồi lên Châu Đốc. Nhìn những chỗ tiễn quân xác pháo còn rải rác, mà mong người thương chẳng biết đâu tìm. Những bữa nhớ anh đó em giả đò đi chợ, rồi ghé nhà thăm hai bác cho đỡ buồn. Nghe bác nói thằng Tâm thơ nào cũng nhắc, hỏi con Hồng chứ có chồng ở đâu chưa. Đọc thư anh em mừng muốn khóc, và không biết chừng nào mình mới được gần nhau. Bên sông xưa lững lờ con nước lớn, em đợi anh về sẽ giặt áo ở bờ sông. Tuy vẫn nhớ em, dù mình chưa hẹn. Anh sửa cái tánh cọc cằn để mẹ quý em. Đêm qua pha Cần Thơ anh nhìn con nước lớn, có dòng nước nào về chợ mới để thăm em. Ơi dòng sông dòng sông chợ mới người ơi, thương nhớ nhau hoài dù chưa hẹn trầu cao. Rồi gặp anh hai ảnh bảo anh bây giờ là thượng sĩ, tánh nết hiền lành được đồng đội thương dân quy. Nghe nói chưa tròn câu chiếc quái trầu trên tay ngừng lại. Nhìn vào đôi mắt em mẹ sung sướng vui cười. Mẹ nói nhờ đi bộ đội mà thằng Tâm đã lên người. Nếu nó chưa có nơi nào gá nghĩa, đợi khi nó về mẹ sẽ làm đám cưới cho tụi con. Em vội chạy ra sau, hai bàn tay ôm mặt, nước mắt thương chờ chạy mãi giữa lòng son. Chợ mới đón anh đón người rể mới, còn buồn không anh sao chẳng thấy anh. Có buồn nhưng anh không dám giận, bởi cha mẹ nào cũng vì hạnh phúc của con. Lỡ một lần xe duyên nếu không phải bên, là trọn đời chỉ chút khổ mà thôi. Anh chưa về vì biên cương còn bóng giặc, chớ nhớ em nhiều nhớ chợ mới thủy chung. Nhớ mẹ hiền lành nhưng
lòng khẳng khái nhớ bến sông xưa em giặt áo bún cửa hè. Tết này em sẽ ra thăm anh ngoài ấy, mẹ đã bằng lòng em không còn sợ mất anh. Hơn 50 năm chờ mình dần là chờ mới, chỉ 6 năm chờ có lâu lắm không em? Anh còn gì nói với cô ấy nữa không? Không thì mình kết thúc ở đây anh nha. Kết thúc đi. Dạ. Kim Hân xin tạm biệt quý vị khán giả ở đây ạ. Kính chúc tất cả quý vị luôn vui, khỏe và hạnh phúc bên người thân. Có thể quá.